đại dịch đang đẩy người nghèo ở Mỹ ra xa hơn với các dịch vụ ngân hàng. Các nhà đầu tư e ngại rót vốn vào Thái Lan do biểu tình đang lan rộng. Intel bán mảng chip nhớ cho SK Hynix với giá 9 tỷ đô la. Tại Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Việt Nam đứng thứ 12 về chỉ số quyền lực châu Á năm 2020. Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Canada không áp thuế chống trợ cấp sản phẩm tôm mạ của Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin kinh tế FBNC và tôi là Tú Trinh. Mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, mới đây ông Sebastian Eckert, một nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Bắc Kinh cho biết, kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục phục hồi. Ông Eckert đưa ra nhận xét sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS công bố sự phục hồi kinh tế của nước này đang đi đúng hướng. Ông Eckert cho rằng việc kiểm soát kịp thời COVID-19 là chìa khóa cho sự phục hồi của kinh tế của Trung Quốc. Theo dự báo, kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới nhất của World Bank đã dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 2% vào năm nay, cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự đoán vào tháng 6, được thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ Trung Quốc, xuất khẩu mạnh và tỷ lệ lây nhiễm đại dịch đang có chiều hướng giảm. Thưa quý vị, theo một cuộc khảo sát của Reuters vào ngày 20 tháng 10, Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì lãi suất cho vay ổn định trong tháng thứ 6 liên tiếp sau khi Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất cho các khoản cho vay trung hạn MLF vào tuần trước. 25 trong số 28 nhà giao dịch và nhà phân tích, tức gần 90% trong cuộc thăm dò này, dự đoán là không có thay đổi trong LPR kỳ hạn 1 năm hoặc 5 năm. LPR kỳ hạn 1 năm hiện là 3,85% sau 2 lần cắt giảm trong năm nay, tỷ lệ 5 năm ở mức 4,65%. Nhiều nhà phân tích và nhà kinh tế dự đoán tỷ giá sẽ không thay đổi trong suốt thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, các nhà chức trách cũng lưu ý giữ các điều kiện thích hợp để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến là sẽ cắt giảm dự báo tăng trưởng và giá cả cho năm tài chính hiện tại khi xem xét tỷ giá vào tuần tới. Tuy nhiên, bất kỳ sự cắt giảm nào như vậy đều khó có khả năng kích thích tiền tệ mở rộng ngay lập tức. Với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì giả định rằng nền kinh tế sẽ tăng vừa phải. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh giảm tăng trưởng là do nền kinh tế sụt giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 4 đến tháng 6 và tiêu dùng yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo một báo cáo mới nhất của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC, sau nhiều năm tiếp cận thì giờ đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người nghèo ở Mỹ sẽ phải vật lộn để giữ chỗ đứng trong hệ thống ngân hàng. Cũng theo báo cáo của FDIC, trong năm 2019, chỉ có 5,4% người Mỹ thiếu tài khoản SET hoặc tài khoản tiết kiệm, mức thấp nhất được ghi nhận trong một cuộc khảo sát trong vòng một thập kỷ qua. Tuy nhiên, chỉ sau một năm thì sự tàn phá kinh tế do đại dịch gây ra có thể đẩy nhiều người Mỹ đang gặp khó khăn, những người vốn đã có vị trí rất bấp bênh, giờ đây phải ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống hoàn toàn. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 10, thì Mỹ đã tăng cường hợp tác tài chính với Brazil để giúp phục hồi kinh tế quốc gia Nam Mỹ này khỏi đại dịch COVID-19 bằng một khoản vay cho ngân hàng tư nhân lớn nhất của họ. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ DFC đã gia hạn khoản vay 400 triệu đô la cho Itaú Unibanco Holding SA. Khoản vay này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các công ty nhỏ ở Brazil, DFC cho biết trong một tuyên bố hôm 19 tháng 10. Thông báo được đưa ra trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Brazil để thảo luận về việc tăng cường thương mại và đầu tư với sự tham gia của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Kimberly Reed và Giám đốc DFC Sabrina Techman. Tại Thái Lan, do ảnh hưởng của các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra liên tục trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư đã bán phá giá chứng khoán liên tục. Các nhà phân tích cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng bán tháo vì lo ngại biểu tình liên tục sẽ kéo thị trường chứng khoán nước này đang hoạt động tồi tệ nhất châu Á sẽ xuống mức thấp hơn nữa. Chỉ số vốn chủ sở hữu chuẩn của Thái Lan đã giảm 2% xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong phiên giao dịch đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc đụng độ ở trung tâm Bangkok vào ngày 16 tháng 10. Việc bán tháo cổ phiếu hiện nay là cao nhất trong 4 tháng khi số lượng cuộc biểu tình nổ ra liên tục làm gia tăng quyết tâm cứng rắn của các bên. Vừa qua, các vương quốc
Ả Rập Thống Nhất đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hiệp định Abraham đầu tiên với sự tham dự của các phái đoàn Israel vào ngày thứ Hai 19 tháng 10, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng trước. Vào tháng 9, UAE đã trở thành một trong những quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel tại Nhà Trắng. Các quan chức của Israel và UAE đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh và một thỏa thuận song phương đã đạt được nhằm bảo đảm các ưu đãi và bảo vệ các nhà đầu tư hai nước. Thưa quý vị, ngày thứ Hai 19 tháng 10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là Mỹ sẽ loại Sudan khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố ngay khi Khartoum đồng ý trả 335 triệu đô la cho các nạn nhân người Mỹ trong các cuộc tấn công khủng bố trước đây. Ngay sau đó, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok cho biết việc này sẽ mở ra cánh cửa cho họ được giảm khoản nợ nước ngoài trị giá khoảng 60 tỷ đô la. Mới đây thì hãng Intel đã đồng ý bán mảng kinh doanh chip nhớ NAND của mình cho hãng SK Hynix của Hàn Quốc với mức giá khoảng 9 tỷ đô la. Thương vụ này sẽ cho phép Intel tập trung hơn nữa vào hoạt động sản xuất chip cốt lõi của mình, đồng thời giúp nâng cao vị thế của công ty châu Á trên thị trường chip nhớ đang tăng trưởng bùng nổ. Nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc sẽ được sở hữu bộ phận sản xuất chip nhớ dành cho máy tính và các thiết bị khác. Thương vụ sáp nhập này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn, từ nay cho đến năm 2025, bao gồm cả bộ phận sản xuất ổ cứng thể rắn, bộ nhớ NAND Flash và mảng kinh doanh đĩa wafer của Intel. Ngoài ra còn bao gồm các nhà máy sản xuất của Intel tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Quý vị đang đến với phần tin trong nước của bản tin kinh tế FBNC. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 20 tháng 10 tại hội trường Diên Hồng với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Bên cạnh đó sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong 5 năm 2016-2020, phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với tình hình thiên tai, thưa quý vị, trước tình hình mưa lớn và các hồ chứa trên địa bàn xả lũ Hà Tĩnh đã ngập sâu trong nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ, 7 cano để ứng cứu tại địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Khê. Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nhất là các xã vùng hạ du của hồ Kẻ Gỗ, lượng nước lên nhanh bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, mắc kẹt trong các ngôi nhà bị ngập. Một số người dân gọi điện xin cầu cứu. Việc tiếp cận tổ chức ứng cứu người dân đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn ngập nước khó xác định phương hướng. Theo thống kê, riêng trong ngày 19 tháng 10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cứu và đưa trên 500 người dân, trong đó chủ yếu là trẻ em và người già, đến vị trí an toàn. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng đã trao 125 thùng mì tôm, 120 áo phao, 50 két lương khô để ứng cứu cho người dân tại địa bàn vùng lũ. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục bám nắm tại các địa bàn để tiếp tục ứng cứu cho nhân dân. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa lũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đến nay, hơn 100.000 ngôi nhà chìm dần trong nước lũ, giao thông chia cắt, toàn dân phải gồng mình trước thảm họa của thiên tai. Trước tình hình lũ lên nhanh, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều động thêm 30 cán bộ chiến sĩ và 6 xuồng cao tốc xuống địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để phát áo phao, hỗ trợ nhân dân di dời sơ tán đến các điểm cao như trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học. Đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tàu cao tốc cùng với 500 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu và đã hỗ trợ sơ tán hàng ngàn người dân vùng lũ, các gia đình miền núi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Thưa quý vị, theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh miền Trung, hàng loạt chuyến tàu của ngành đường sắt phải tạm dừng hoạt động. Một số vị trí kết cấu hạ tầng bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến biểu đồ chạy tàu. Hiện có 34 chuyến tàu hàng nằm ở các ga Huế, Quảng Bình và hàng loạt các tuyến vận tải hành khách từ Sài Gòn đi Hà Nội phải dừng hoạt động. Hiện nước lũ vẫn dâng cao tại một số vị trí. Các đơn vị trong khu vực đang tiếp tục điều tra các vị trí kết cấu hạ tầng bị hư hỏng, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án và tổ chức cứu chữa, khắc phục hậu quả, đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Viện Lowy, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại hàng đầu của Australia, công bố chỉ số quyền lực tại châu Á năm 2020. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 12 trong tổng số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng một bậc so với năm 2019. Viện Lowy đánh giá trong năm qua, thứ hạng của Việt Nam được cải thiện một phần nhờ chỉ số ảnh hưởng ngoại giao tăng 3 bậc so với năm 2019, lên vị trí thứ 9. Theo viện này, Việt Nam đã tham gia rất hiệu quả trong các diễn đàn và các sáng kiến thương mại khu vực, từ việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực với tư cách là Chủ tịch ASEAN, cho đến nỗ lực thúc đẩy Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cùng với 10 quốc gia thành viên khác. Sáng ngày hôm qua, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam Colavi, Tập đoàn Tokyo Gas và Tập đoàn Marubeni đã ký biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Đây là dự án nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của miền Bắc, có công suất dự kiến là 1.500 MW, được đặt tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Lễ ký kết được thực hiện trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam - Nhật Bản nhân dịp ông Yoshihide Suga có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Với việc tham gia của các nhà đầu tư Nhật Bản, dự án này cũng được xem xét sử dụng nguồn vốn ưu đãi của chính phủ Nhật Bản, góp phần làm tăng tính hiệu quả kinh tế, tài chính và xã hội. Thưa quý vị, theo tờ Yonhap, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam và có thể gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về các kế hoạch đầu tư khả thi. Ông cũng dự kiến sẽ kiểm tra Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung đang được xây dựng tại Hà Nội, cũng như các nhà máy của công ty tại Việt Nam. Đến nay, Samsung đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến trên 17,3 tỷ đô la, trong đó nguồn vốn tập trung vào 3 khu tổ hợp công nghệ cao tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Thế giới World Bank cũng vừa mới công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm nay, trong đó nhận định GDP của Việt Nam có thể tăng 2,5 đến 3% trong năm nay với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong thời gian tới. Kinh tế Việt Nam đã phục hồi trong quý 3 với mức tăng trưởng đạt 2,62% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng 0,39% của quý 2, bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Ngân hàng Thế giới nhận định tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong quý 3 vững chắc hơn nhờ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều tăng gấp đôi trong tháng 9 so với tháng 8. Dù đưa ra dự báo tích cực, ngân hàng này vẫn cảnh báo Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến việc giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính công và khu vực tài chính trước những bất ổn cả trong và ngoài nước. Cũng trong ngày hôm qua, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn luật thi hành PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì xây dựng, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam là thành viên ban soạn thảo. Những nhóm vấn đề chính được thảo luận tại tọa đàm lần này bao gồm các lĩnh vực quy mô đầu tư, hội đồng thẩm định dự án PPP, các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, khái niệm chính sách, quy trình dự án PPP, ưu đãi cho các nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước, quy định chuyển tiếp đối với dự án BT, luật PPP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến tháng 9 thì tổng vốn đăng ký cấp mới, giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt khoảng 21,2 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì số vốn đăng ký cấp mới đạt 10,3 tỷ đô la, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cho đến cuối tháng 9 năm nay ước đạt hơn 225 tỷ đô la, bằng 59,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Vốn đầu tư nước ngoài tuy giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng tương đối ổn định vào khoảng 23% trong tổng đầu tư toàn xã hội của Việt Nam. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 58% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 15% tổng vốn đầu tư. Kính thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam đã không trợ cấp sản phẩm tôn mạ, tức thép chống ăn mòn COR, cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thép COR, do đó sẽ không áp thuế chống trợ cấp với mặt hàng thép này nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là kết luận chính thức từ phía Canada, vừa được Phòng Xử lý Thương mại nước ngoài Bộ Công Thương thông báo. Cùng với việc không áp thuế chống trợ cấp, Canada sẽ giảm thuế chống bán phá giá chỉ còn 2,3 đến 16,2% thay vì mức 36,3 đến 91,8% trong giai đoạn áp thuế sơ bộ.
Chuyển sang thông tin tiếp, thưa quý vị, mới đây Bộ Công Thương đã dự báo thị trường thương mại điện tử có thể tăng trưởng 20% trong quý 4, đạt quy mô 12 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên, theo thống kê, trong nửa đầu năm nay, doanh thu ngành thương mại điện tử đã giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2019, dù số lượng giao dịch tăng 25%. Theo kịch bản tốt nhất là dịch bệnh được kiểm soát tốt như hiện nay, Bộ dự báo quy mô thị trường đến cuối năm có thể đạt 12 tỷ đô la khi tốc độ tăng trưởng trong quý 4 đạt 20%. Để đạt được mục tiêu này, hiện Bộ đang chú trọng nâng cao năng lực quản lý, xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Mặc dù 35-40% hàng hóa hiện nay đang lưu thông qua chợ truyền thống, nhưng tốc độ tăng trưởng của kênh này chậm dần vì sức ép từ các mô hình bán lẻ hiện đại. Theo Bộ Công Thương, cả nước hiện có trên 8.500 chợ. Tuy nhiên, số lượng chợ đầu mối, chợ tổng hợp quy mô lớn có chức năng bán buôn, thu gom và phát luồng hàng hóa chiếm tỷ lệ khiêm tốn chưa đầy 4%. Bộ Công Thương đánh giá cơ sở hạ tầng của các chợ yếu kém và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Vốn xây dựng, cải tạo chợ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, huy động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tại nông thôn, miền núi, biên giới không cao nên phương án thu hút đầu tư này chưa mang lại kết quả như mong muốn. Và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, FBNC xin trân trọng thông báo, nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước, sắp tới đây kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình Vì Xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Điều ước Việt Nam @fbnc.vn hoặc hotline 0963938351. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì bản tin kinh tế FBNC cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.